Dạ vâng, cửa hàng âm thanh 97 xin được gửi lời kính chào đến toàn thể tất cả các bác yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Xin chào tất cả những bác đã từng xem video của bên âm thanh 97 cũng như là những bác lần đầu tiên xem cái video của em ngày hôm nay. Thì nếu như bác nào mà chưa đăng ký kênh của âm thanh 97 thì rất là mong các bác cho em xin một cái đăng ký kênh để kênh âm thanh 97 có thể phát triển nhanh hơn và tốt hơn. Thì ngày hôm nay em xin giới thiệu với bác một dòng loa khá là chất lượng, dòng loa full bass 25 của thương hiệu Lancun. Đây là một thương hiệu tới từ nước Đức các bác nhá, và rất là giống như B3. Thì nó đã bán bản quyền cho bên Trung Quốc. Tuy nhiên thì thật sự và xin lỗi các bác một điều là ngày hôm nay thì em quay trong cái điều kiện của thời cái ánh sáng nó khá là kém các bác ạ. Cái điều kiện ánh sáng nó khá là kém các bác nhá. Thì vì là hàng thì bọn em đợt này về nó đã quá chật hàng với cả thật với cả lô rồi. Cho nên là bọn em bắt buộc phải để trong cái kho. Và những cái lô loa ví dụ như loa của dòng loa Mark Blacklight, cái phiên bản Bass 30 của em vừa bán 7.8 thì bây giờ nó đã chiếm toàn bộ không gian, cũng như những cái quân đẩy của Audio King, những cái sản phẩm Audio King. Cho nên là cái lô loa Lancun này thì bọn em phải cất một cái kho khác, và cái điều kiện ánh sáng đây nó sẽ không được sáng rõ lắm. Tuy nhiên thì nếu như bác nào muốn xem trực diện, bác nào muốn xem rõ từng chi tiết của dòng này thì em đã có chụp ảnh rồi các bác nhá, có chụp ảnh rồi. Bác nào muốn xem chi tiết hơn thì em sẽ gửi hình ảnh qua Zalo cho tất cả các bác. Đấy. Thì hôm nay thì bọn em về cho các bác là tầm 20 đôi loa Lancun các bác nhé. Và bọn em đang kéo về kho bên kia tầm một nửa thôi. Thì ngày hôm nay bên đây kho này còn một nửa nữa thì em lên sóng luôn cho tất cả các bác. Lần này cũng khá là bận cho nên cái lô loa này thì sẽ lên sóng trước cho các bác và sẽ gửi hàng đi sau một chút các bác nhé. Đấy. Xin giới thiệu sơ qua về một chút về cái dòng thương hiệu Lancun. Đây các bác này. Thì dòng thương hiệu này thì nó là một thương hiệu tới từ nước Đức, và như em nói khi nãy thì nó đã được bán bản quyền cho B3. Đấy, B3 bán bản quyền cho những cái thương hiệu của bên Trung Quốc các bác nhá, giống hệt như thương hiệu B3. Bây giờ hoàn toàn là nhà máy này và tất cả những dây chuyền công nghệ của nó đều đặt tại Trung Quốc. Cho nên lát này em mà quay phần mặt sau thì các bác sẽ thấy đây là một cái phiên bản và với một cái trang web của bên Trung Quốc các bác nhá. Đấy. Và đây là một dòng loa thiết kế theo dạng thùng cân sơn sần màu xanh. Cái màu xanh này thì em cũng không biết là nó là màu xanh gì. Nó không phải là xanh tím than, không phải là xanh ngọc, không phải xanh lam, mà theo cái giới chơi xe thì người ta đánh giá cái màu này nó giống như cái màu xanh cái gì xa các bác nhỉ, bát tay xa cái gì nhỉ. Đấy, thì em cũng không rõ lắm vì em thấy ông Xuân ông nói thôi. Đấy, các bác sẽ thấy đây, nó sẽ được thiết kế cho bác là một cái căng màu đen, một cái căng màu đen với lớp nỉ ở ngoài, lớp nỉ độc bụi ở ngoài, còn bên trong các bác nhìn bên trong nó sẽ là căng thép các bác nhé. Đấy, các bác sẽ thấy đây. Đấy, cái hình này là hình caro. Và em vừa mới tháo ra nội thất bên trong, để lát nữa thì em sẽ quay nội thất bên trong cho các bác. Đấy. Dòng này thì cái form của nó khá là đẹp, cũng như là cái dòng loa full bass 25 thì các bác sẽ thấy là những cái form của Lancun như này thì nó là một cái dạng form vừa phải. Đấy. Nó form vừa phải các bác nhá. Thiết kế rất là tinh tế, và khi mà các bác đặt ở những cái vị trí không gian thì nó sẽ không có là chiếm nhiều cái diện tích để các bác phải lo lắng. Đấy. Chiều cao của nó thì nó đâu đó tầm 50 hơn 40. Tàu cao của nó thì tầm 40 các bác nhá. Sâu là tầm 35. Đấy, sâu là tầm 30 các bác ạ. Và chiều ngang của nó tổng cũng tầm 30, sâu là 32 33 và ngang của nó là tầm 30. Là một dòng loa thiết kế khá là nhỏ gọn. Đây, tem e-căng này, và tem logo của Lancun đây các bác này. Đấy, và rất là vui vì cái lô loa này bọn em về gần như là nó còn toàn vẹn, còn nguyên vẹn và đẹp đẽ. Đấy, tất cả mọi cái tem cũng như cái e-căng của nó đều sạch đẹp hết luôn. Thậm chí là những cái e-căng này thì từ lúc mà sản xuất tới mà lúc mà người ta bọn em nhập về gần như là nó chưa bị tháo ra lần nào các bác nhá. Thì bác phải để ý, thì ví dụ như đây, em ví dụ cho các bác xem luôn. Thì bình thường nếu như các bác mà muốn giật căng nhá, thì cái này em hướng dẫn các bác luôn này. Một số bác thì muốn về khi mà nhận hàng á, về kiểm tra thì các bác có thể thiết kế một cái thanh thép như thế này các bác này. Và cái này bên em cũng là cái đồ chuyên dụng làm hay làm thôi. Các bác thiết kế một thanh thép hình móc câu này các bác nhé. Thì các bác móc vào đây, là nó sẽ có lỗ đúng không bác? Thì các bác giật ngược lại thì nó sẽ ra. Đấy. Thì bên em cũng làm như vậy thôi. Cho nên là đôi khi thì các bác để ý này, nếu như mà mình đã dùng cái móc câu như này thì mình cắm vào đây, kiểu gì đây nó cũng sẽ có một cái lỗ đúng không bác? Kiểu gì nó cũng có một cái lỗ. Nhưng mà không, các bác nhìn này, toàn bộ cái lô loa Lancun này và cái càng nó cực kỳ đẹp luôn. Có nghĩa là nó còn zin nguyên bản luôn từ lúc mà bọn em nhập về tới tận bây giờ, gần như là không có một cái bất kỳ một cái tác động nào đến bên trong với cái đôi loa Lancun này cả. Và dòng loa full bass 25 các bác nhá. Đấy. Sau đây thì mời các bác đến với phần mặt sau, em cho bác xem mặt sau trước. Đây, dòng loa Lancun này thì mã model của nó sẽ là AG10. Đấy, cái dải tần của nó sẽ là từ 45 đến 20kHz các bác ạ. Độ nhạy 98 decibel. Các bác thấy cái độ nhạy của nó cực cao đúng không ạ? Độ nhạy cực cao này.
Thêm một cái điều nữa thì với cái 98 decibel thì thường nó chỉ xuất hiện trên dòng loa bass 30 các bác nhé. Bass 30, à, bass 30 trở lên thì nó mới có độ nhạy 98, trừ một số dòng loa neo thì nó mới lên là 99 và 100. À, loa neo 25 thì nó có thể lên được 99-100, nhưng dòng này thì không phải là neo nhưng mà nó lên được tới 98 decibel. Độ nhạy càng cao thì cái lượng tiêu thụ công suất của nó lại càng ít, đúng không bác? Đây, công suất làm việc của nó là các bác này, công suất làm việc của nó tới tận 350W một chip. 350W một chip cho một chiếc loa full bass 25. Đấy. Và kháng trở của nó sẽ là 8 ohm các bác nhá. Đây là tên cái đơn vị. Đây là tên cái website mà cái đơn vị mà người ta đã mua bản quyền, người ta mua dây chuyền để về sản xuất của cái thằng Langku này từ bên Đức các bác nhá. Đấy. Nó sẽ là Trung Quốc và đất tự đương nhiên rồi, lòng này là nó nhà máy sản xuất tại Trung Quốc và thương hiệu người ta là mua bản quyền lại thì cũng là của Trung Quốc, thì nó sẽ là made in China các bác nhá, made in China. Đấy, đây là bên hông của nó thì nó sẽ cái thiết kế thùng của nó là dạng thùng gỗ, thì nó sẽ có bên cái Lancun đây. Đấy, cái tên logo của cái tên thương hiệu đây, nó sẽ dập F ở đây, giống hiện như CAF. CAF thì nó cũng xịt hay dập bên đây các bác này. Đấy. Còn với cái thiết kế bát chép của dòng này thì các bác sẽ thấy đây, đây là một cái thiết kế, cái chép của nó thì là một dạng thiết kế đặc trưng giống như là của dòng của B3 sản xuất các bác nhá. Đây là dòng của B3 sản xuất và B3 này, Eric này. Đấy. Cái phiên bản của B3 này sản xuất cho Langkun thì nó giống hệt như cái phiên bản của loa ST. Cái dòng Eric mà sản xuất cho loa ST nó đều thiết kế như này các bác này. Và Eric cũng như là B3 đều là một thương hiệu rất nổi tiếng của nước Đức. Và Eric thì từ trước nay là nó nổi tiếng về tính tép, tính lời. Đấy, vì sao mà Eric lại là vua phòng karaoke, đấy, GM với Nexo là vua vũ trường, nhưng mà vua phòng hát karaoke thì tính là Eric. Đấy. Còn dòng này là do B3 sản xuất các bác nhá, và chất âm nó với lại cái độ thiết kế của những cái dòng của nó thì nó cũng như B3 thôi, à, như Eric thôi. Đây, tên là cái số email này các bác này. Côn là côn dẹt các bác nhá, họng này là họng nhựa. Rất là tiếc là họng này họng nhựa, nếu mà nó họng gang, họng nhôm thì nó là tuyệt vời hơn. Đây, còn đây là bát loa của nó các bác này. Đây. À, thằng này thì nó sẽ là sử dụng cho bác một cái côn là côn 65 các bác nhá. Côn là côn 65. Đấy. Đây, nhện nhện vàng các bác này, nhện vàng nhện 5 sóng. Đấy. Đây, mà gần là gần 2 sóng các bác nhá. Gần là sóng gần vải tẩm dầu. Đấy, các bác này. Côn 76, công suất 300W. Mà trước đây em có nói mà nếu đấy, công suất càng lớn, côn càng bé thì lời đấy lại càng hay, đúng không bác? Lời đấy lại càng hay. Và thêm một cái điều nữa là dãi tần của nó từ 45 đến 20kHz, thì những cái dòng loa mà có những cái dãi tần về được 45 thì là những dòng loa mà đều dãi các bác nhá. Đấy, không phải là ấy đâu. Đấy, nó chọn những cái nhìn vào những cái thông số thì các bác cảm nhận được đây dòng loa đều dãi. Và chính sách bán hàng của bên em với loa Lancun là như thế nào ạ? Chính sách bán hàng với loa Lancun thì bọn em sẽ bao hay cho bác, bao dùng thử trong vòng 1 tuần. Đấy, nếu không ưng ý thì các bác có thể gửi hàng trở lại và bên em trả thanh toán, các bác trả là các bác không thiếu bất kỳ một đồng nào luôn, không trừ bất kỳ một đồng nào cả. Bên âm thanh bản 97 xuân tốc độ và 5 tép bọn em chưa bao giờ lấy tiền hàng của khách hàng. Sau khi khách hàng là không đồng ý, khách hàng là không ưng ý trả lại hàng, bọn em chưa bao giờ không trả lại cho bất kỳ một người nào cả. Nên các bác cứ tin tưởng em đi. Hôm nay hôm sau em sẽ livestream và kể cho bác một cái câu chuyện về cái việc tin tưởng khách hàng và cửa hàng. Đấy, thế nó sẽ là rất nhiều vấn đề các bác nhá. Đây, bát loa đây. Đây là bát loa này các bác này. Đây là cái bát loa nhé, đây là cái bát loa bác này. Đấy. Còn đây, đây là cái phân tần. Đây là cái phân tần các bác ơi. Phân tần của nó này, đây, phân tần, đây là phân tần cái dây kết nối giữa của cái chép này các bác nhá. Đây là cái nâu của bát này và nó được sử dụng cái lớp bọc bên ngoài các bác này. Đấy, dây loa xịn các bác nhá. Đây. Xịn, thằng này là Japan các bác ạ. À, chà cái dây này, dây cái đây các bác này. Đấy, công nghệ từ Japan thôi các bác ạ. Nhưng mà đây là của Trung Quốc nhá. Cái này của dây loa này của Trung Quốc này, công nghệ này của Japan thôi. Đấy. Đây, phân tần của nó thì nó sẽ dụng cho các bác tới tận 3 cái cuộn cán. Nó sẽ dụng cho các bác là 3 cái cuộn cán là 1 2 3. À, trong đó có 2 cái cuộn cán của bác, một cuộn cán của chép. Đấy. Đây các bác nhá. Tụ trở là trợ sứ và tụ là tụ của em xem nào. À, thằng này giống hết cái tụ của Pháp các bác nhá, xuất hiện trên cái dòng loa của Blackline. Đấy. Và tất cả những cái thiết bị này, tất cả những cái thành phần này nó sẽ được gia cố bằng những cái sợi dây như thế này. Đấy, nó sẽ gia cố cái này các bác nhá. Trong quá trình vận chuyển thì các bác yên tâm, cái vấn đề mà bị lo nó bong chóc thì chắc chắn có phải sợi đây này. Nó gia cố cực kỳ chắc chắn luôn các bác ạ. Đấy. Cái lòng loa xịn nó là như vậy, thùng gỗ nhá, thùng gỗ cực kỳ chắc luôn các bác này. Đấy. Và cái phần mà có lẽ nhiều bác sẽ quan tâm đến cái video ngày hôm nay. À, đó là một cái giá cả của đôi loa full 25 như thế này. Một đôi loa full 25 với một công suất rất là lớn, 350W, độ nhạy tới tận 98 decibel. Độ nhạy tới tận 98 decibel các bác nhá. Đấy. Và thiết kế rất là nhỏ gọn, tinh tế, vừa phải.
Thì hiện tại giá bán mà bọn em đang đưa ra cho các bác là 6 triệu đồng một đôi, 6 triệu giá tại cửa hàng chưa bao gồm phí ship. Bác nào có nhu cầu về những dòng loa của Lancôn, loa 25, những dòng loa đều giải đánh độc lập ở những không gian từ 25 mét vuông trở xuống có thể liên hệ cho 1977 theo hai số điện thoại em đang để ngay góc dưới của màn hình. À, xin hẹn gặp lại các bác ở những cái clip tiếp theo của 1977. Xin chào các bác.